Trong một ngày đẹp trời, bạn vừa mới được sếp tăng lương. Trên đường đi làm về, bạn thấy một đứa trẻ nó đang đốt nhà người khác. Bạn sẽ làm gì nào? Tất nhiên là bạn sẽ lại gần và hỏi: có phải mày đang đốt nhà người ta không? Cháu đi xem rồi, cháu không đốt. Trẻ con mà, biết gì đâu. Cách giải quyết duy nhất chính là chiến tranh. Vũ khí của bạn chính là cái cặp của bạn. Bạn tính toán rất là kỹ, góc, lực, quang, đảm bảo một phát ăn ngay. Thằng nhỏ cũng không kém cạnh, nó đốt cuộn giấy vệ sinh, cắm vào cây que rồi dương cung bắn bạn. Hai bên xô sát quyết liệt. Do tuổi trẻ, chưa trải sự đời nhiều, nên thằng nhỏ nó bí thế thất thủ, nằm chờ chết. Và thế là hết. Fatality.